Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sự thật chủ quyền thác Bản Dốc trong tranh chấp giữa Việt Nam với Trung Quốc. Truyền thông Việt Nam đưa tin hai tỉnh Cao Bằng Việt Nam và Quảng Tây Trung Quốc thỏa thuận kể từ ngày 15 tháng 9 bắt đầu triển khai việc thí điểm đón du khách của hai nước thăm viếng du lịch quần thể thác Bản Dốc, theo cách gọi ở phía Việt Nam còn gọi là thác Đức Thiên theo cách gọi của Trung Quốc. Thác Bản Dốc nằm trên sông Quây Sơn tại khu vực biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Phần thác phụ nằm ở bên phía Việt Nam trong lúc phần thác chính thuộc về Trung Quốc. Báo Chính phủ ngày 15 tháng 9 đánh giá việc khu du lịch thác Bản Dốc mở cửa đón du khách của Việt Nam và Trung Quốc thể hiện sự tin cậy chính trị, thúc đẩy hài hòa lợi ích giữa hai nước, tăng cường giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai tỉnh nói riêng, hai nước Việt-Trung nói chung. Được biết hiện nay thác Bản Dốc chưa được đón khách du lịch ngoại quốc, chỉ đón khách du lịch Việt Nam và Trung Quốc. Khu du lịch thác Bản Dốc, một tuyệt tác thiên nhiên. Vấn đề chủ quyền đối với thác Bản Dốc lâu nay là vấn đề có nhiều tranh cãi. Nhiều người Việt Nam vẫn nghi ngờ ban lãnh đạo Hà Nội đã nhường thác Bản Dốc cho Bắc Kinh khi ký kết hiệp ước biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc vào cuối năm 1999 sau hội nghị Thành Đô. Giới nghiên cứu của Việt Nam đã viện dẫn các tư liệu lịch sử, văn học, sách giáo khoa, thậm chí cả sách trắng của Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố vào cuối thập niên 70. Tất cả đều khẳng định rằng toàn bộ thác Bản Dốc thuộc chủ quyền của Việt Nam. Vậy sự thật lịch sử Việt Nam có mất phần đất nào tại thác Bản Dốc hay không là vấn đề cần phải đặt câu hỏi và trả lời sao cho thỏa đáng. Các quyền chức chính phủ Hà Nội luôn luôn khẳng định là không, nhưng một số nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế lại khẳng định là có. Theo nhà nghiên cứu Biển Đông học giả Trương Nhân Tuấn, đồng thời là tác giả cuốn sách Biên giới Việt-Trung 1885-2000, lịch sử, hình thành và những tranh chấp, do nhà xuất bản Diễm Châu ấn hành tại Pháp vào năm 2005 khẳng định, thác Bản Dốc ở về phía đông bắc của phủ Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng. Thác này nằm trên sông Quy Xuân hay còn gọi là Quy Thuận hay Quây Sơn. Thác Bản Dốc là một thác rất đẹp. Theo tài liệu của Sở Địa Dư của Pháp thì thác Bản Dốc là một thắng cảnh tuyệt đẹp của miền Bắc Việt Nam. Có một số công trình nghiên cứu của các học giả Pháp đã chứng minh khẳng định rằng thác Bản Dốc trước đây hoàn toàn thuộc về Việt Nam. Theo tác giả Trương Nhân Tuấn, thác Bản Dốc mà chúng ta nói ở đây, chúng ta chỉ nói trên bản đồ, trên tài liệu. Thác Bản Dốc ở phía đông bắc của phủ Trùng Khánh, tức là tỉnh Cao Bằng. Thác này nằm trên con sông gọi là sông Quy Xuân, hay là Quy Thuận, hay là Quây Sơn. Thác Bản Dốc là một loại thác nước bậc thềm, cao khoảng 40-50 thước, tức là mét. Đây là loại cái thác rất đẹp. Hình ảnh thác Bản Dốc thời Pháp thuộc, lính tập Việt Nam và chủ huy người Pháp đi tuần tra. Theo ông Trương Nhân Tuấn, ba tài liệu mà phía Trung Quốc nhắc đến không thể phản bác được. Đó là tài liệu thứ nhất là tài liệu của ông Trung úy Dietri, là người phụ trách đi cắm mốc 1894. Ông này xác định thác Bản Dốc ở gần cột mốc số 53 trên bản đồ, thì đoạn ngắn con sông làm thành đường biên giới là từ trụ cột mốc số 51 đến 52. Tài liệu thứ hai là của ông Coman Phanmin. Ông này viết thành một cuốn sách và được in ra. Quyển sách này được tồn trữ tại các thư viện lớn bên Pháp cũng như tại các nước khác. Theo ông Commandant Famin thì thác Bản Dốc thuộc về Việt Nam và cách đường biên giới cách thác Bản Dốc khoảng 2 km. Tài liệu thứ ba là tài liệu của nhà nước Cộng sản Việt Nam đã công bố vào năm 1979. Ở cuối trang 11, tài liệu viết như sau: trên đoạn biên giới đất liền cũng như các đoạn biên giới đi theo sông suối, tại nhiều nơi phía Trung Quốc đã tự tiện mở rộng xây dựng các công trình để từng bước xâm lấn đất tại khu vực cột mốc số 53, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Ở trên sông Quy Thuận có thác Bản Dốc, từ lâu là của Việt Nam. Ở đây xin mở dấu ngoặc, đó là chính nhà cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng khẳng định rằng thác Bản Dốc từ lâu là của Việt Nam và chính quyền Bắc Kinh cũng đã công nhận sự thật đó. Học giả người Pháp gốc Việt Trương Nhân Tuấn từ Paris. Theo học giả Trương Nhân Tuấn, đây là điều mà phía Việt Nam cần phải nhấn mạnh rằng vào ngày 29 tháng 12 năm 1976, phía Trung Quốc đã huy động trên 2.000 người. Tiếp theo là sang trang 12, kể cả lực lượng vũ trang lập thành hàng rào, bố phòng dày đặc bao quanh toàn bộ khu vực thác Bản Dốc thuộc lãnh thổ Việt Nam, cho công nhân cấp tốc xây dựng một đập kiên cố bằng bê tông cốt sắt,
cắt ngang qua nhánh sông biên giới. Và học giả Trương Nhân Tuấn khẳng định họ làm như vậy để họ giành thác Bản Dốc về phía họ. Đồng thời, ông Trương Nhân Tuấn cho biết thêm vào năm 1953, trước đó, cũng trong tài liệu này cũng đã tố cáo là nhà nước Cộng sản Việt Nam đã nhờ Trung Quốc in dùm một bộ bản đồ. Lợi dụng vụ in này, nhà nước Trung Quốc đã sửa đổi đường biên giới để giành lấy thác Bản Dốc của Việt Nam. Với những điều kể trên, Thời báo .d hy vọng rằng phần nào khẳng định thác Bản Dốc chắc chắn thuộc về chủ quyền của Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay của Thời báo .d với bản tin Sự thật về chủ quyền thác Bản Dốc, tranh chấp giữa Việt Nam với Trung Quốc ra sao. Tướng Nguyễn Chí Vịnh qua đời do mắc bệnh lạ hay bị người ta cố ý loại bỏ? Tướng Nguyễn Chí Vịnh khi còn sống từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trong 12 năm, đến khi nghỉ hưu vào tháng 12 năm 2021. Trước đó, tướng Vịnh từng là Tổng cục trưởng Tổng cục 2 Tình báo Bộ Quốc phòng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương. Sáng ngày 14 tháng 9, truyền thông Việt Nam loan tin tướng Vịnh đã qua đời cùng ngày vì bệnh hiểm nghèo, hưởng thọ 65 tuổi. Nếu đối chiếu với hình ảnh vào ngày 10 tháng 5, tướng Vịnh xuất hiện trong sự kiện Đại sứ quán Nhật Bản trao tặng huân chương Mặt Trời Mọc cho ông, thì người ta có quyền nghi ngờ về thông tin sức khỏe của tướng Nguyễn Chí Vịnh. Theo đó, tướng Vịnh đã mắc một bệnh ung thư trong một thời gian dài và vẫn điều trị cho đến khi qua đời. Tướng Nguyễn Chí Vịnh vào những năm cuối đời binh nghiệp, có nghĩa là khi trở thành Ủy viên Trung ương Đảng nhiệm kỳ Đại hội 12, Nguyễn Chí Vịnh đã mắc bệnh ung thư. Điều này là không thể về chế độ bảo vệ sức khỏe cho lãnh đạo cấp cao ở Việt Nam hết sức chặt chẽ. Theo quy định, họ phải tổng kiểm tra sức khỏe định kỳ ít nhất 6 tháng một lần. Trường hợp có nghi vấn thì giảm xuống mỗi tháng một lần. Nếu cần thiết, nếu tướng Vịnh mắc ung thư đã lâu thì sẽ được phát hiện và điều trị sớm. Như vậy, những dấu hiệu mệt mỏi do hóa trị, xạ trị lộ rõ từ lâu. Nhưng đến ngày tháng 5 năm 2023, nhìn ông vẫn rất phong độ. Do đó, việc tướng Vịnh mắc ung thư từ lâu là điều có thể bị loại trừ. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh được cho là nổi tiếng với những phát biểu về chủ quyền Biển Đông như Việt Nam sẽ làm tất cả để bảo vệ chủ quyền, cũng như không bao giờ nhượng bộ về vấn đề này, hay từng nhấn mạnh rằng Việt Nam không bao giờ chấp nhận một nền hòa bình lệ thuộc, cũng như làm thất bại mọi âm mưu xâm phạm chủ quyền, cũng như quan điểm về việc Nga xâm lược Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn vào cuối năm 2022, ông Vịnh nêu quan điểm mong muốn các bên nhanh chóng tìm ra giải pháp chấm dứt xung đột. Dù không nêu đích danh Nga, nhưng tướng Vịnh vẫn ám chỉ rằng những quốc gia theo đuổi đường lối sử dụng bạo lực để giành giật lấy lợi ích không chính đáng sẽ phải trả giá. Tướng Vịnh là một người có nhiều ảnh hưởng, lại vẫn giữ vị trí rất cao trong quân đội, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại. Những phát biểu như vừa kể trên khả năng cao đã khiến cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không hài lòng vì mối quan hệ của Việt Nam với Nga và Trung Quốc là đồng minh chiến lược. Tướng Nguyễn Chí Vịnh xuất hiện lần cuối cùng trên VTV1 vào ngày 31 tháng 8 vừa qua. Do đó, sự thay đổi nhanh chóng về sức khỏe và diện mạo trong thời gian trước khi qua đời đã khiến người ta nghi ngờ có sự tác động từ bên ngoài đối với ông Vịnh. Trước đây, ông Trần Đại Quang và ông Nguyễn Bá Thanh là những nhân vật cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã có những biểu hiện xấu về vấn đề sức khỏe trước khi qua đời, tương tự như tướng Nguyễn Chí Vịnh vậy. Ông Nguyễn Bá Thanh bị hội chứng rối loạn sinh tủy, đã được các bác sĩ Mỹ quyết định chuyển hóa chất để tiến tới ghép tủy nhưng đã không thành công, phải đưa về Việt Nam rồi qua đời sau đó ít lâu. Sau đó vào năm 2017, ông Trần Đại Quang cũng bị bệnh nặng rồi qua đời. Sau đó, bác sĩ Nguyễn Quốc Triệu, trưởng ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Trung ương cho biết ông Quang đã nhiễm phải một virus hiếm và độc hại. Thế giới chưa có thuốc chữa trị, vì thế khả năng cao trường hợp của tướng Vịnh có biểu hiện giống như ông Trần Đại Quang vậy. Về ý kiến nghi ngờ rằng có thể tướng Vịnh bị nước lạ đầu độc phóng xạ, trong một diễn đàn khép kín có ý kiến phản bác cho rằng hoàn toàn không ăn nhập gì với Trung Quốc. Riêng với Trung Nam Hải thì họ còn mong Vịnh sống khỏe nữa là khác. Ai chứ đồng chí Vịnh thì tâm sinh lý trong lòng bàn tay của họ, tức là Trung Quốc cả thôi. Hãy kể thử một lần Trung Nam Hải vì đồng chí Vịnh mà không đạt được ý đồ xem. Hay nhờ sự trợ giúp vô hình của đồng chí ấy mà có thể liên tục lớn mạnh tại Đông Nam Á.
Quan điểm này thì lại trái ngược hoàn toàn 180 độ so với sự đánh giá của giới chức chính trị và quân sự phương Tây như đã kể ở trên. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Thượng nghị sĩ John McCain tại Washington vào năm 2017. Binh pháp tôn tử có 36 kế của người Tàu có ý kiến rằng thực hư hư thực. Trong sự qua đời của tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng tương tự như vậy. Câu hỏi đặt ra là họ Trung Nam Hải nếu khử đồng chí Vịnh thì có ích lợi gì đây? Nhà báo Huy Đức trong một status mới nhất về tướng Vịnh nhận xét rằng trong số con cái của các lãnh đạo cộng sản thuộc thế hệ khai chế độ, Nguyễn Chí Vịnh cho thấy ông là người tài năng hơn và thành công hơn cả. Xin nhắc lại, có nhiều lãnh đạo cấp cao trong Bộ Chính trị rất ngại và không muốn tướng Vịnh tiếp tục ngồi ở ghế Tổng cục trưởng Tổng cục 2 vì điều đó khiến cho họ mất ăn, mất ngủ. Cộng với thông tin cho rằng ngoài Nga, Trung Quốc và có một số rất ít các quốc gia có thể điều chế được chất phóng xạ polonium-210, trong đó có cả Việt Nam. Vậy có hay không có những thế lực chính trị trong đảng chủ trương muốn tống tiến Thượng tướng, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, ông Nguyễn Chí Vịnh, người chịu trách nhiệm công tác đối ngoại và tình báo, cùng biết bao bí mật Tây Đình sẽ vĩnh viễn để lại phía sau và sang thế giới bên kia không bao giờ lộ được nữa. Cũng có thể ông phải ra đi vì lý do đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin tướng Nguyễn Chí Vịnh qua đời do mắc bệnh hay bị người ta cố ý loại bỏ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.